Á hậu Phương Nga và Bình An xác nhận đăng ký kết hôn. Phương Nga và Bình An sẽ tổ chức đám cưới trong khoảng tháng 9 âm lịch sắp tới. Sau khoảng thời gian dài yêu nhau, Phương Nga và Bình An đã chính thức xác nhận sẽ kết hôn. Cặp đôi mới đây cũng chia sẻ hình ảnh cùng nhau đăng ký kết hôn cách hài hước. Trong bức ảnh, có thể thấy Bình An khá hào hứng vì cưới được vợ, ngược lại, Phương Nga thể hiện biểu cảm mếu máo như sắp khóc. Nhiều tháng qua, Phương Nga và Bình An đã tất bật chuẩn bị cho kế hoạch về chung nhà. Nam diễn viên đã cầu hôn nàng hậu bằng một bữa tiệc lãng mạn. Tuy nhiên, thời điểm đó, Phương Nga chỉ vừa mới tốt nghiệp nên chưa sẵn sàng kết hôn. Cho đến gần đây, cặp đôi xác nhận đã chụp hình cưới và chuẩn bị các nghi thức cho đám cưới. Người đẹp tiết lộ cô cũng muốn tổ chức tiệc độc thân, mời những cô bạn thân dự trước khi diễn ra hôn lễ. Bình An tiết lộ, anh quen Phương Nga từ cuộc thi Hoa Khôi Đại học Kinh tế Quốc dân 2017. Thời điểm đó, Bình An xuất hiện với tư cách là giám khảo khách mời. Anh bắt đầu phải lòng nụ cười và vẻ ngoài xinh xắn của Phương Nga từ những ánh nhìn đầu tiên. Thời điểm mới hẹn hò, cả hai giấu kín chuyện tình cảm vì muốn tập trung cho sự nghiệp riêng. Đến năm 2019, cặp đôi mới chính thức công khai chuyện tình của mình với khán giả và tiết lộ cách xưng hô cậu, mợ vô cùng đáng yêu. Ảnh NVCC.